nhiều. Ngày nay yên răng là hào rứa đó. Nhưng mà da thằng ấy cái thằng kia. Trắng cái gì? Nhưng da thằng ấy mỏng mà con bé nó dài. Mặt mỏng. Không có thế đúng không? Đưa vô tới cái khúc đó mình bắt đầu mình đánh rén cái móng mình liền. Thay đồ chứ? Tự nhiên giờ đồ có đâu thay đồ? Dưới nó có kìa. Đồ cũ, quên ai mặc đồ của ai biết của ai? Không, đồ mới luôn á. Ừ, đồ mới luôn lấy bộ. Chị xuống lấy mang luôn. Tao thay đồ của chị đâu chị lấy. Đường cái tiệm. Của tiệm đi lên. Tự nhiên bỏ mấy bộ này ủng hề. À, những bộ ngon hề. Đẹp nữa. Không có vấn đề gì. Đi qua cho lấy mặt kia. Na không mặc đồ này được à? Na có một bộ này chứ mấy. Ý là nhưng mà đồ kia đồ này mát hơn. Đồ kia vải dài. Nhưng mà cái này nhìn cái vải này không bạc này chứ cái này không bạc. Mình thích đi. Mà làm đẹp á chứ. Trời nghĩ đang dư sức vậy. Mở mấy cái luôn chứ. Nậu tao chết mày. Học khóa nó mấy vậy? Mấy chục? 15 rồi đó. Cũng giảm rồi đó. Học lâu thì mới đó. Học lâu cái nó nói chung do mình cũng như một người đó. Thì học thì bên đây có con hai cái bạn tháng đó. Còn ví dụ bên kia là học em ra giá chứ ví dụ họ không ra giá, nói chung chị học bao lâu đấy. Chứ nhiều đứa nó học năm suốt tháng còn học đó. Nói chung là